Dây này khán giả chửi dữ lắm á, tại vì mình dây phản diện rồi, mình không có hiền. Mặc dù sao? Chị bị giật chồng mà chị sẽ không khóc. Đàn bà không nên đánh ren, chỉ nên đánh son. Chồng ơi chồng, à sao chồng bỏ em đi? Để cái lu nước lại rồi hai vợ chồng mình nói chuyện. Anh ơi anh nè, sao anh bỏ em vậy? Anh là con 25. Wow, kinh luôn. Kinh luôn, rồi lên đổi quà nè bé ơi. Đổi quà sao, đổi quà đổi sao? Đổi quà là mình sẽ lấy quà. Giải thưởng gồm gì? Giải thưởng là một cô Á Hậu. Á hậu Nguyễn Tường Sam. Vậy là coi như là đoạt giải thưởng đem về luôn phải không, đem về nuôi luôn phải không, làm vợ luôn phải không? Đúng rồi, ginh vợ về nhà nuôi. Và em đã được đi thi quốc tế rồi. Wow. Năm tháng nữa em xuất khẩu qua Thái Lan. Để em sẽ đi thi rồi. Đó. Trời, được cái ca màu hồng, được cái... Rồi tạo dáng xíu đây, tạo dáng đây. Chung... một nhà... Chung mỏi. Đứa ghét, sống chung một nhà. Rồi, hát luôn ca sĩ. Sao mà máu chảy không đau, phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghé. Máu mủ gì đâu, để ai phải thêm bận lòng. Túi thân bao ngày ca. Môi cười mà nước mắt rơi. Cô gái dân ca nè. Cái này Phương Mỹ Tú, cô gái dân ca. Bước lên ngôi trời sao đành đặt hoa chi. Giọng hơi khàn nhưng mà vẫn hay. Sống sao cho vừa lòng bao dung khó. Tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong hy hoành. Hát có biểu cảm xíu là tay chân biểu cảm xíu đi. Đây để em hát bài này cho anh nghe. Rồi hát. Mở nhạc cho nhỏ thôi, đừng mở nhạc lớn quá. Vậy là cha mẹ bỏ đi lâu chưa bà ngoại? Mới nở là bỏ rồi. Cha đó. Mới nở bỏ hả? Mẹ nó cũng có lo mà bây giờ mẹ nó hết tiền. Nhưng mà có ba mẹ có qua thăm phải không? Mẹ hát nha. Rồi hát đi tốt rồi. Rồi nha. Rồi. Hai bà cháu sống nương tựa nhau ha. Số hả? Lái ba em vô sát nhà giữ trời. Đây được sửa nhà ha, rồi chúc mừng nha mạnh thường cho ha. Dạ. Bà ngoại là coi như là mình phát hiện bé vậy rồi lúc đó mình cũng buồn đúng không lúc đầu hả? Cũng buồn chứ nói vậy thì phải chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng mà cuối cùng chấp nhận luôn. Nhận luôn và nói đâu được đâu. Ông ngoại nó không chịu. Ông ngoại không chịu. Quê chồng bà chồng cô đâu? Đi làm mà, đi làm hồ. Có ở trong nhà không? Không, đi ở Long An, ở chảnh luôn. Nhưng mà vẫn còn chưa, có vẫn còn hạnh phúc phải không? Còn ở. Dạ, nhưng mà không chịu, ông nói sao? Ông nói mà ăn trai gì ra, ăn trai gái chứ mà làm gì kỳ vậy. Dạ. Nói nó cũng đâu có nghe đâu. Nghe ha, bây giờ là chấp nhận, bà ngoại chấp nhận luôn à. Bây giờ rần ở trên mạng, ông ngoại chắc thấy rồi. Thấy, có điện thoại gì không? Rồi. Ông biết á, người ta cho ông Mai Toàn lập nhà, ông hết là ông mừng luôn. Mừng ha, mình cũng khổ được, mình thật vương cho là quý lắm rồi ha. Cho quý cũng chết luôn chứ. Chứ không biết chuyện nào cô lập được luôn, xong thì khổ cũng chết. Rồi bà ngoại năm nay là 49 tuổi hả? 49 tuổi. Rồi khi mà bây giờ mình ủng hộ cháu gì mình vậy, mình thấy sao? Mình thấy cháu mình kiểu như là buông lụa vậy đó, rồi mình cảm giác mình sao? Bây giờ buồn cũng vậy thôi, giờ nói đâu có nghe đâu. Thoải máu nó vậy rồi. Chấp nhận thôi chứ sao vậy. Với lại nhưng mà nói nghe nè, bà ngoại dạy cháu cho ngoan xíu thì nó ngoan chứ nó khôn chứ nó không có ngoan. Vậy nó còn lì khôn, đúng rồi. Khôn còn lì ha, thì em nhìn biết đó. Dạ, gán dạy nó rồi cho nó đi bán giấy số lúc 4 tuổi hả? Đâu có đâu, 5 tuổi, 6 tuổi lận đó. 6 tuổi hả? Giờ 10 tuổi 4 năm à. 6 tuổi bán giấy số được 4 năm rồi. Thành phố bán á, giờ anh thấy Hoàng Xanh lai hoài gì. Biết Hoàng Xanh trên Facebook ha. Coi trên Facebook cũng có coi nữa. Dạ. Ngoài lướt Facebook không à? Dạ. Nói chung là cái giới tính thứ ba này thì bây giờ nói chung là không còn xa lạ đấy với mọi người. Cho nên thì mình cũng không có kỳ thị. Đâu kỳ thị. Đó cho nên thì mình làm sao mà mình ủng hộ cho bé là coi như là sống tốt, lễ phép này rồi sống đúng, sống như là đừng có ăn chơi nhiều khi tụ tập. Tôi nói gì anh nghe nè, nó không có hổn, có một cái là nó gì nó không chịu nè nha. Nó đi bán nhưng mà ai giỡn là bóp cu nó là nó la làng nó quạo. Không ai bóp được chứ, nó không cho.
có cô nặng dạ đó. Nhưng mà nếu mà hy vọng là những người mà gặp em bé, cho dù bé nào cũng vậy, mình không được làm như vậy, làm như vậy cho dù bé 7 tuổi 5 tuổi nó cũng không chịu nữa, chứ đừng nói bé 10 tuổi dạ, không nên làm như vậy. Con cái là nó hoài, nó hổng, con cái là nó quạo thôi chứ nó không nói gì. Quạo với người ta nó tốt lắm á, nó đi bán ha cô, nói gì ở trời ha, nó đi bán mà nó gặp ai mà đi lụm dây chai với đi ăn xin là nó móc tiền nó cho đó, không có nhiều, 5-10 ngàn. Trình phố cũng dẫn vậy luôn. Cấp dịch cô kẹt chảnh chứ đâu. Vậy là, lúc trước là đi bán giấy số là từ lúc nó mấy tuổi lên Sài Gòn mấy năm? Bán giấy số Sài Gòn mấy năm? Bán số đi 2 lần, bảy nợ anh, cái 2 lần. Mấy lần đi? 1 lần 6 tuổi, 1 lần 9 tuổi nữa. Nó 6 tuổi là bảy nợ 1 lần. 9 tuổi bảy nợ 1 lần nữa. Cho đi học lớp 1. Bây giờ hết bảy mới về hả? Còn nhóc chứ dễ vậy. Mà sao lúc đó mình làm gì bảy nợ dữ vậy? Đi bán thịt heo á. Như hỏi tiền cắt cái nhà này nữa nè. Bán thịt heo, bán sạp á hả? Bán chạy xe Honda. Bán trong xóm này hả? Trong xóm mà người ta thiếu quá. Ta thiếu ơi. Đâu có tiền đâu lắp, biết là bể. Tưởng đâu mình chơi số chơi hụi rồi bãi nợ chứ. Ừ, có. Tại dưới quê mình hay lâu lâu rồi hay nghe cái vụ mà chơi hụi là bãi nợ. Đúng rồi. Như này bán thịt heo bãi nợ ha. Rồi cháu mình được cộng đồng mạng biết tới này, giống như Mạnh Thường Quân, những kênh anh YouTube, những anh trai khác là anh em khác là coi như là giúp cho cái nhà ha, mình cũng mừng ha. Được lập tên. Dạ. Được cái nhà. Tự nhiên một ngày cái cháu mình mọi người biết tới vậy ha. Đúng rồi, vậy đó. Nói chung là máy YouTube là chị biết số điện thoại hết luôn. Dạ. Mà chị đâu dám điện. Dạ. Mình còn tay còn chân mà làm sao điện ta, đúng không? Đúng. Cái sự hiếu kỳ thôi dạ. Còn nếu mà Mạnh Thường Quân giúp là do cái duyên. Còn mình đâu có dám gọi, giả sử như bây giờ tự nhiên mà kêu em tới quay em cũng không quay được đúng nữa. Ai cũng... Dạ. Câu hỏi Hoàng Xanh là mình còn tay hàng chân. Dạ. Người ta già người ta đi khum gì, người ta đi bán giấy số, dạ, người ta ăn dạ. Nữa. Đó mình còn tay hàng chân sao mình nhờ anh Đồng Quân được, không ai dạ. Giúp cho mình đâu. Đúng rồi. Mà không biết phương trời nào mà ông trời thương giúp cho nhỏ cô được cái máy tôm đó. Dạ. Cô nói thiệt chứ Hoàng Xanh cô lắm thì góp 1 ngày 500 ngàn. Ủa mà thì đi bán gì không đủ góp cho anh ta tới đâu mà tới lập cái miếng tôm này. Dạ. Đó là vậy đó. Nhờ Mạnh Thường Quân á, cho cô mới có thiệt cũng thôi là dạ. Không biết tới chuyện nào lợp luôn. Rồi bây giờ thì nó vẫn còn mặc đồ nam hay không? Bé Tú á, vẫn còn mặc đồ nam hay? Đồ nam không à. Chưa có thay đồ nữ hay? Chưa, tại chưa. Vì lại quay thì nó mặc vậy đó, chứ nó mặc đồ nam. Nó phải thà son. Phải thà son. Chứ nó không có chiếc kem, nó chỉ thà son thôi. Nó đi bán lúc nào á, trong... bây giờ phải nói nó bằm mấy cây son. Chút cưng kêu đem mà chừng coi, gần 40 cây. Hồi nãy mới mua cho nó 1 cây son á. Trời, nó nhóc son, con nhóc son cho nó cây son. Còn kêu chú Hoàng Xanh mua nó bên. Không phải, tự mua. Nhà tự nó mua. Cho, người ta cho nó không chứ cô không có mua nha. Dạ. Người ta cho nó trình phố một bọc gì đó. Dạ, trình phố người ta cũng thường đó. Cho son nó không dạ. Chứ không có mua. Nhưng mà cái tập nói chuyện rồi bé ra đời á. Rồi bé đi học lớp mấy rồi nghỉ? Lớp 1, mà nó biết cái trơn đó. Lớp 1 biết chữ không? Hả? Biết chữ không? À, biết chữ gành luôn rồi. Chữ gành luôn. Giờ tụi trường cô cho đi học lại chứ, đâu có cho nghỉ đâu. Cô có thể chia sẻ là ba mẹ của bé Tú hiện tại là ở đâu? Mẹ nó đi làm ở Hà Nội á. Cha nó bỏ nó, cha nó quê Bạc Liêu á. Dạ. Đẻ mới nở là bỏ tới giờ luôn đó. Dạ. Cha thành phố á, với Bạc Liêu á. Dạ. Ở xã Giang Bình gì đó, cái gì đó, cái gì Bình dạ. Đó. Rồi quen nhau ở Hà Nội á, là quen trước đó lấy... Quen trên mạng, trong Zalo. Trên mạng, rồi sau này mới đi Hà Nội làm, đi Hà Nội làm hả? Rồi. Mẹ đi Hà Nội làm hả? Rồi nó nghe là đi Hà Nội quen cha nó, đẻ ra. Trước đó là đi Hà Nội, rồi quen cha nó mới sanh nó ra. Là hai đứa sắp ở, mà cứ hỏi có sao nói gì. Yeah. Chứ cô không có giấu. Rồi thấy hỏi thằng đó tương lai cô khổ nghe. Cô mới nói thôi cha ơi con bỏ nó đi. Chứ hỏi thằng này không có tương lai đâu mà không đủ ăn nữa. Rồi cô sao, khổ. Sao lại xúi bỏ vậy? Tao đang hạnh phúc sao lại xúi bỏ vậy? Hạnh phúc đâu mà hạnh phúc, thằng nó đâu có thương gì đâu. Đi làm sao? Hạnh phúc mà xúi bỏ tội chết. Dạ làm đi sao vậy? Nó không đưa tiền về, nó còn kêu cô cho tiền xe nó đi, nó thằng đó đó. Rồi sao nữa? Ở nhà cô 1 tháng luôn bộ. Là sao là coi như là nhập vô ở 1 tháng. Cô thấy không được rồi thôi đi, nhưng đi, mà sao lúc đó biết đi, có bầu đi, chưa đi, mà đi về quê chồng ở dưới mấy tháng đi theo hả? Cái bụng trình bình vậy nè là về rồi đi màn thành phố là thằng nó đi, con này ở nhà đi đã rồi không cho tiền con của cô mà còn xin tiền xe cô nữa. Cô nói thôi cấp đó cô cũng khổ hơn bây giờ nữa. Nó chàng ơi con nó không có tương lai đâu, con bỏ nó đi rồi cô mới gả cho Trung Quốc được 20 triệu. Có gả luôn hả? Có được đứa con bỏ bánh nữa kìa, đứa con gái. Qua bển ông vợ chồng nó muốn về nó, rồi nó không biết tìm cách làm sao nó về được đó. Rồi đi Hà Nội làm tới giờ là 6-7 năm trời không có về nhà.
Rồi có liên lạc vậy không? Có, điện thì lâu lâu bắt máy, vui bắt máy, buồn không bắt máy. Làm bộ lấy cây son vẽ dò nhỏ vậy nè, máu là nhỏ bị té, nó thấy nó cũng không không. Vậy hả, lấy cây son vẽ dò của con Tú. À, nói là nhỏ đi bán số bị té vậy nè Trang. Cũng không quan tâm. Nói điện mà cho mẹ ăn chịu, Trang nó nghe, ghi âm, cô biết chữ, cô ghi âm là thì cái tấm hình nó gớt xuống là nó nghe rồi. Dạ. Là nó không trả lời. Cũng để xem luôn mà không có. Xem mà không trả lời. Trời ơi. Nó muốn trả lời, trả nó. Nhưng mà hồi đó ở nhà tình thương gia đình mình thế nào mà sao mà nhạt nhòa dữ vậy? Kêu thôi chồng cũng thôi mà sao lấy chồng Trung Quốc được 20 triệu rồi bây giờ sao mà được này sao? Vậy đó. Rồi sao giờ thay đổi kỳ ha? Nó đi lên Hà Nội nó thay đổi gì đó không biết. Trời. Mà nó cũng vẫn còn. Vậy là có mấy đứa gái? Có đứa à? Đứa gái hay người cái anh hồi nãy là cậu không? Cậu. À, đang cậu, ở chung nhà luôn. Cậu hai. Cậu hai ở chung nhà luôn. Bệnh, nó mới thoát địa điểm, nó mổ sau lưng, nó mới. Dạ. Về. Nhưng mà ở chung nhà luôn phải không? Ở chung. Dạ. À, cái anh nó nãy nhiêu tuổi rồi? Anh dẫn tới nó tới 32 tuổi. Ồ, có vợ chưa? Chưa. Chưa ha. À, vậy là có hai người con ha. Cái máu nó giống đằng đó. À sao? Cái máu nó giống đó. Máu cũng giống luôn. Nó lớn mà nó nghe được chửi. Vậy là con không chịu lấy vợ đúng không? Không. Vậy là cái này có gen đó. Ừ. Có gen. Có ai nó cũng vậy. Vậy bên dòng họ mình có ai có gen gì không? Không. Không à. Có nói với cậu hai nó gì. À, nói cậu, à, tối cậu hai ha. Ừ. À. Vậy là giờ không chịu lấy vợ luôn. Không. Ở gì? À. Buồn không? Cô chắc buồn hả? Buồn thì biết làm sao vậy, nói nó không nghe. Cũng muốn có cháu nội ha. Tại mình nghèo nè, rồi lúc đó nó có bằng đưa tiền cho mình mới mình không. Là nó là nó thẳng là bắt lực chứ con nó không được đó. Nói đâu nghe nữa đâu. Bây giờ mình có thể là mình gán cho khỏe khỏe cho ảnh đi bán vé số phụ cho bé Tú, bé Tú đi học đi. Giờ dễ gì nó đi. Sao vậy? Nó có nghề của nó. Nghề gì, làm nghề gì? Nó làm trên phố, làm gì lâu lâu đi nó về. Ở khi đi về được 1 triệu, khi 500 triệu, khi được triệu mấy. Mà không nói làm nghề gì hả? Không, nó không nói. Ở đó là ở trên phố luôn nha. Yeah. Rồi sau này cô kêu về nhà luôn mới về chứ lúc mới nhà chỗ trên phố mình hên. Chứ được con chó hồi nãy là người ta cho nó nuôi đó. Đi yeah. Theo đó rồi. Lúc đó là có hai bà cháu ở gì nè. Lên phố hai bà cháu muốn nhà chỗ trong quận Bình Tân, nhà thờ Bao Lô. Vậy là nhà thờ Bao Lô đường Tên Lửa không? Dạ dạ biết. Rồi, đó, rồi đó. Vậy thì ba của Tú là coi như là đang ở Bạc Liêu rồi có gặp xui dai, có giáp mặt nhau không? Chưa gặp gì trơn á, nhỏ xanh bả không lên nữa. Nhỏ đẻ nhỏ ra bệnh viện bả không lên thăm nữa. À. Lúc đó thằng Phú chồng nó đi làm không về nữa. À. Đi lăn bê nhà, rồi xanh nó một tay cô. Kêu nó đóng giặt đẻ nó, nói nó không biết đóng là chồng cô đóng cho con cô đó. Chứ nó không đóng luôn á, ở làm gì nữa. Xui dai có quan tâm luôn ha. Không, có thấy mặt chưa biết bả làm sao. Bây giờ bắt đầu có khi cho cháu nội lên mạng có gì biết, có chừng thấy đó. Nếu giả sử như bây giờ là bé nó ví dụ nó lớn lên rồi nó đi học rồi xong rồi mình có ủng hộ, sau này ví dụ nó có bạn trai rồi mình có ủng hộ không? Kệ nó đi, nó ý nó sao cô vậy à? Muốn làm sao làm? Ờ, chịu chứ lỡ là vậy sao? Vậy thì cô vừa nói là con trai cô cũng vậy nữa, con trai cô có bạn trai cô chịu không? Không được, có sao đâu, nó có rồi mà. Có luôn à? Có rồi, đúng rồi. À, dạ. Hai đứa giận. Thời buổi giờ cũng không có như hồi xưa hen. Ăn cái trên phố á. Dạ, vậy là cô cũng cái ý nghĩ của cô cũng cởi con mở ha. Con sao làm gì đó cô không kệ nó đi. À. Ý con sao mình chịu vậy chứ mình không có khó khăn đâu. À, coi như là cô giờ quýnh chết nó cũng vậy rồi còn dạ, xanh cái ơi. Cái máu hen. Ờ đó trời xanh nó gọi mà. Dạ. Sao mình cản được, cấm đón làm chi. Dạ. Cô dễ lắm. Dạ. Gì đâu cấm đón đó. Dạ. Rồi vậy thì là bây giờ gia đình mình cũng có chú đi làm cho Long An ha. Rồi con một ngày 300. Dạ 300 rồi. Cô với nhỏ đi bán số ngày là có 120. Dạ. Mà nói chung là gia đình mình có lao động được. Lao động được chứ không phải không có lao động đâu, lao động được. Lao động thì, được. Mình, có mình sao mình nói vậy dạ. Đi chứ. Cho nên thì cô chú anh chị ơi thì sanh tới quay là cái sự hiếu kỳ giống như là cho tất cả quý khán giả biết tới một bé như là giới tính thứ ba mà gia đình thì ủng hộ chứ không có kỳ thị. Có kỳ thị gì đâu, không kể có kỳ thị. Nó tăng lên nó có người ta vô bình luận thì người ta nói cũng đúng rồi. Ta nói bà ngoại còn trẻ quá là người ta đọc giùm nghe chứ cô không biết chữ. Yeah. Chứ cậu hai vậy mà sao không có tiền mà lập máy tôm. Yeah. Bản thân quân ta đâu biết nó khổ trong, ta đâu biết cái gì chuyện gì trong cái hỏi đã xong rồi. Dạ đúng rồi, mỗi nhà phải mỗi có cảnh. Người ta lợp rồi chứ đâu để mà dột nát. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh hay. Dạ. Thì con nói là cái sự giúp đỡ là cái sự gọi là lòng hảo tâm của mỗi người, người nào giúp á thì mình cảm ơn chứ mình cũng đâu có nói cái gì sai sự thật là được rồi. Không nhưng mà người ta nói cũng đúng, tại vì mình còn tay còn chân thì ta thấy mình còn trẻ đâu phải già đâu mà làm ông nổi, người ta nói cũng đúng nhưng mà mình thiếu nợ người ta đâu có hiểu hoàn cảnh của mình thiếu mà nợ. Mình đâu có thể mình than. Ở thì với Hoàng Thanh bây giờ có thiếu nợ 600 triệu con tin không? Đi hết vài xong này hỏi đi. Thiếu gì? Không bao giờ đặt chuyện đâu. Sao mà bán được theo xong mà thiếu gì?
Cô chơi thế hoài chơi hoài hồi ngày xưa có chơi có hồi ngày xưa có chơi luôn. Quýnh đề có quýnh bài luôn nha. Bây giờ đâu có chơi nữa thì trả hoài trả nổi không mà nổi. Tiền đứng là, không đó. Vậy là hồi đó là mình là chủ sạp thịt heo. Rồi bán giờ, dạo thôi bán dạo chủ sạp. Rồi bán dạo đi coi như là cũng là chạy sạp nên sạp di động rồi. Đi 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 lại di động đi. Đi bán hàng rong đó. Di động đi cho sang xíu. Vậy đi. Rồi nhưng mà là do là mình quýnh bài quýnh đề xa cơ thất thế luôn. Đó là một cái kinh nghiệm để đời á. Bây giờ cô có thể chia sẻ tất cả cộng đồng mạng có thể biết được là cái việc mà mình chơi ngày mình xưa sao cơ thất thế thế nào. Bài vợ chồng đồng lòng quýnh đâu có bao nhiêu đâu rồi hỏi đầu này đất đầu kia là thầy lầy. Trước kia cô chưa bể nợ đi mà lúc mà đi rồi chụp dịch ở mất hàng phố đó cô đóng một ngày 1 triệu mấy đâu mà xanh giết nè cái gì cũng trách cằn hết trơn luôn không mượn cần nợ ngoài xã hội ha mượn nợ mượn mấy người xã hội đen luôn dài đưa hộ khẩu dài luôn gì cũng có bây giờ thiếu mấy xã hội đen 69 triệu mà lại năn nỉ trả từ từ chứ biết sao giờ nhưng mà cô về đây hồi tháng 11 tới giờ thì không thấy ai lại đòi bởi vì mình có một cái nỗi khổ tâm ha chứ hỏi chứ cái máy tôn này bao nhiêu tiền mà không tiền lợp tại vì đi bán ngày đóng 500 ngàn 1 triệu mấy rồi tiền đâu lợp máy tôn bắt buộc phải ở vậy chứ làm sao giờ nhưng mà người mình ta vô người ta bình luận người ta nói gì cũng đúng này rồi cũng mừng hen mình mừng nói hết là... lớn luôn hoàng xanh thiệt tình cô mừng hết lớn luôn chứ không có nhà mạnh thường quân cho là không có chừng nào mà cô lợp được máy tôn này thiệt chừng nào đó. Kính thưa tất cả các chú chị ngày hôm nay thì xanh tới quay bé Tú là trò chuyện với bà ngoại để biết là coi như là cái nội tình của gia đình thì xanh tới thăm là coi như là video mang sự giải trí cho bà con với khán giả và thật sự thì cũng có những kênh anh chị khác quay rồi thì xanh tới xanh quay thay đổi một cái không khí cho cái kênh YouTube cho bà con để như bé Tú nó cũng như là nó hài hước đó nên bé nó còn nhỏ nếu mà giả sử như có vấn đề gì mà nói hơi lố thì kính mong bà con cô bác thông cảm. Xanh đã có góp ý cho bà ngoại rồi thì sẽ dạy cho bé và cho bé đi học lại ha. Thì trường này cô cho đi học lại. Dạ. Cho nên thì con nít nhiều khi nó mình dạy nó từ từ. Đó, tại vì biết sao nhiều khi cho bán giấy số mà ra đường nhiều quá bé thôi. Ngày này kia nhìn chọc cái nổi sao ra đường nhiều. Ra đường sớm hồi nhỏ tuổi ra đường sớm quá nó gì á. Nó nổi cáo. Đúng rồi. Đời bây giờ nó già dặn lắm luôn. Già dặn như trường này cô cho nó đi học bây giờ cái gì nó cũng biết trơn á. Nó biết bằng người lớn luôn cái gì nó không biết mình theo cô đây con không biết như nó nữa nè như là bé Tú vừa mới ăn xong luôn nè sảng khoái đó múa rồi đó rồi bà con nhìn quá trời kìa cái bạn con kìa Tú ơi bún lụa đi quá trời không kìa cô xin bộ đồ kìa cô xin bộ đồ kìa cho không đây là cậu của Tú cậu nào làm gì? Hai cậu cháu này, hai cậu cháu á. Thì cô xin bộ đồ, cô xin bộ đồ kìa. Bộ đồ 250 đó. Bữa nay mua được gì giới thiệu cho cô nghe cho bà nghe ơi. Tôi già rồi mà tôi xin bộ đồ không cho làm sao? Má trời điệu luôn kìa. Ôi rồi rồi vậy rồi mới mốt có ước muốn rồi lớn lên rồi lấy chồng rồi có đẻ con không? Lấy chồng đẻ con. Đẻ con luôn hả? Trời ơi. Rồi có lo được cho chồng không? Có lo được cho chồng không? Không trời. Con nhưng mà con có lo được cho chồng không nè? Chứ chồng là phải biết nấu cơm nè, nấu cơm giặt đồ nè, rồi chăm sóc cho chồng nè. Làm được không? Nó làm á. Ủa lấy đúng rồi, em gái phải chăm sóc chồng chứ. Ngồi bây giờ ngồi đây cho đẹp nè, ngồi đây nói chuyện xíu đi. Quá trời hoa hậu quá. Bữa nay chính thức cho hoa hậu lên sóng giới thiệu với quý toàn quý khán giả nè. Bây giờ hen. Bây giờ nói nghe nè, bây giờ mình giả sử mình đóng vai là coi như mình đang là hoa hậu đi. Rồi bây giờ khán giả phỏng vấn đúng rồi, được chưa? Rồi. Bây giờ thì hoa hậu có thể giới thiệu cho toàn bộ quý khán giả biết mình tên gì mới đăng quang ạ. Em tên là Nguyễn Tường Sang. Rồi. Cuộc thi Miss International Queen. Em là á hậu 1. Rồi. Vậy thì em có thể cho toàn bộ quý khán giả biết được là vòng 1, vòng 2, vòng 3 của em bao nhiêu ạ? Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Đưa micro lên đàng hoàng phát biểu. Đây cái vòng 1 của em. Nó rất là ốm. Vậy hả? Và cái bắp đùi em nó rất là bự. Do cái lúc em đi phải độn vô nó mới đỡ được. Rồi. Bởi vì em là người chuyển giới, em có một cái giọng mang tính chất đàn ông. Cho nên em là người chuyển giới. Em có chồng,
em đã có 8 đứa con. À, con đông quá. Rồi. Nhưng mà em vẫn đi thi Hoa hậu. À, tại sao là động lực nào cho em để thi Hoa hậu nhiều vậy Tường Sang? Cứ kiểu như là người ta kêu đi. À. Em đăng TikTok lên thì người ta kêu đi thi Hoa hậu đi, đậu đấy. Rồi. Và em được Á hậu 1. Á hậu 1 á. Rồi vậy thì Á hậu 1 Tường Sang có thể cho toàn thể quý khán giả biết được khi mà mình đạt giải Á hậu mình có thể mình làm thiện nguyện hay là tiền đó mình lấy mình ăn hết luôn, mình xài hết luôn? Không, mình sẽ làm thiện nguyện. À, đó. Có tâm rồi, được. Á hậu có thể chia sẻ đi ạ. À. Mà nếu như á, tại vì tiara của Hoa hậu bị tước rồi. À. Cái này là do cuộc thi khác nha, chứ không phải là mới đây đâu. Rồi, em là Á hậu Tường Sam. Rồi, Tường Sam hay Tường Sang? Sam. Sam phải không? Rồi, Sam rồi, biết rồi. Do em đi thi á. Mà các bạn đó, bạn bị tước vương miện rồi các bạn ơi. Cho nên là hai chiếc vương miện, một chiếc vương miện Hoa hậu để cho em. À. Và một cái Á hậu cũng là cho em. Vậy trong cuộc thi Hoa hậu này để được coi như là vương miện Hoa hậu Á hậu 1, vậy thì Tường Sam có thể cho quý khán giả biết được là có cái khó khăn gì của chị không ạ? Có. Nếu mà mình đi thi á nha, mình đứng không đúng chỗ thì người ta sẽ lại. Rồi. Người ta sẽ lại rồi đụng đít mình như nào. Cái xong rồi kiểu là châm xích ra đó. Vậy hả? Nhưng mà em không. À. Em không, kiểu là em không gục ngã trước đó. À. Em sẽ cố gắng. À. Và em đã được đi thi quốc tế rồi. Wow. Năm tháng nữa em xuất khẩu qua Thái Lan. À. Để em sẽ đi thi. Rồi. À. Vậy thì Á hậu 1 Tường Sam có thể cho quý khán giả biết được là coi như là bây giờ với nhan sắc này mình có thể tìm thêm chồng không, hay là mình chỉ chung thủy không, một chồng ạ? Không, một chồng thôi, mình không lấy chồng hai. Con, phải không? À, một chồng 8 con phải không? Đúng rồi. Vậy thì nhưng mà được biết là Á hậu coi như là người chuyển giới, tại sao Á hậu lại có 8 đứa con? 8 đứa con từ đâu ra ạ? 8 đứa con đó là mình nhận 7 đứa là từ trong công nhi viện. À, còn một đứa là mình tự sanh. Rồi. Mà cái lúc mình đẻ, thằng đỡ đẻ mình là thằng này nè. À. Đỡ đẻ mình. À, mà cái lúc mình đỡ đẻ nó hơi mạnh tay. À. Giật một cái đứa con mình ra luôn. À, rồi con đâu hết rồi. Con đâu? Con nó đi theo cha, nó đi ngủ rồi. À, rồi cha nó có đẹp trai, cha có đẹp trai không? Cha hả? Cha nó rất là đẹp trai. À. Rồi Á hậu ơi, bây giờ thì giải thưởng của Á hậu Tường Sam có thể cho bật mí ơi, có thể là được bao nhiêu tiền ạ? À? Á Hoa hậu sẽ được 500 triệu. Rồi. Còn Á hậu là sẽ được 40 triệu. À, nhưng mà Á hậu có thể cho cộng đồng biết là coi như là dưới nhan sắc của mình nó có thể là mình có xứng đáng cái danh hiệu đó không, hay là mình chưa xứng hài đáng lòng? Mình có hài lòng chưa, hay là mình muốn mình là Hoa hậu luôn? Mình muốn mình là cái gì cũng được. À. Vì do là cái thằng này nè. Vậy hả? À, vậy là do một cái anh là coi như cởi áo tắm mưa là coi như là làm ảnh hưởng cho mình vậy, giải thưởng mình đúng không? À. Cái lúc mà mẹ con đang thi á, nó chọi bó hoa vô con họng con á, cho nên con đâu được làm Hoa hậu đâu. Vậy hả? Bởi vì nó không đợi là con làm Hoa hậu rồi. Quá trời rồi. Hoa hậu. Rất là đẹp. Đây là con Nguyễn Hà Diệu Thảo nè. Thì vậy chưa? Nó đã bị chữ rồi. À. Rồi trong thời gian coi như là trong thời gian này coi như là Á hậu cái là con nhỏ đã bị đánh hoài luôn mà nó không tạm. À. Nó bị bà nội đuổi ra khỏi nhà luôn. Rồi bây giờ mình xả dây đi nè. Bây giờ hiện tại mình trong xóm nè, mình có yêu ai chưa? Hay là chưa, mình... đây để em. Rồi, yêu ai chưa? Để cái gì với bằng mẹ. Yêu ai chưa? Từ từ thôi. Rồi bây giờ mình có yêu ai trong xóm chưa nè? Em không yêu ai trong xóm cả. Yêu ở đâu mới yêu? Người yêu ở em đâu? Em không yêu ai cả. Chưa yêu phải không? Đúng rồi. À, còn nhỏ xíu mà đừng yêu sớm quá nha. Em có chồng luôn rồi. Ủa, có chồng luôn hả? Rồi có làm dâu cho mẹ chồng ngày nào chưa? Chưa. Chưa hả? Mẹ dâu muốn làm thì mẹ dâu tự làm, con không rảnh tiếp. Ủa sao vậy? Mẹ chồng nàng dâu mà phải thương nhau chứ, hỗ trợ cho mẹ chồng nấu cơm nấu nước chứ. Không có thương nhau. Nấu nước trà quét nhà rồi nữa. Rồi bữa nay cảm xúc sao thì hai chị em gặp nhau nè? Mình đi cắt quốc. À. Nhưng mà bữa nay chưa có trao đổi gì với công việc sắp tới nha Á hậu này nè, với chị Vân nha. Cái này là Á hậu 2, mình là Á hậu 1. À, tại sao mà phải cho chị Vân cái Á hậu 2 mà không cho chị Vân Á hậu 1 đi? Tại vì chị Vân cái lúc thi chị Vân gặp sự cố. Sự cố làm sao? Về chị Vân đạp bấy á. Nó thấy nó cũng một lỗ luôn mọi người. Cho nên chị Vân... Nhưng mà cái làn da của Á hậu 1 đẹp quá nè. Rồi Tường Sam có thể chia sẻ cho chị Vân cách chăm sóc da đi. Chị có thể làm rồi cầm micro và hết nghe luôn rồi. Chị có thể rửa mặt. Chị rửa mặt bằng nước lã, da mặt chị rất đẹp.
À, giả sử như nước đó được không? Nước đó được không? Không, nước dơ đó. Nước dơ, nước nè, để em hô tên nè. Nguyễn Tường Sang, Miss Ren, Hậu Giang. Mình đến từ Hậu Giang kìa, thì thành phố Gà Bảy kìa đó, đúng rồi đó. Phố Gà Bảy đây. Đưa cái mỏ vô. Đưa vô làm gì má? Hô tên đi má. Sao sống rảnh? Kêu đi má. Đi làm mời đi mà, tao mời trả lương mẹ. Mình muốn đi, mình muốn đi quay phim. Quay phim là phải gì? Đóng phim hả? Đúng rồi. Phim gì? Đóng phim gì? Phim ngôn tình. Phim ngôn tình, tình cảm yêu đương á hả? Nhưng mà giả sử mình cho mình vô một cái vai coi như là có vợ, cưới vợ, để con được không? Được. Nè giờ bà sẽ hô tên nha. Dạ, cho anh hỏi kiểu người ta. Giờ bà là bà đây tên gì vậy anh? Dân, dân, dân. Hoàng Dân rồi, hô. Hô sao? Thì hô, Sóc Trăng ngủ nổi đó. Ủa đi đâu vậy? Đem hỏi thăm mẹ. Rồi, Dân ra đây. Rồi giả sử nha, bây giờ hồi nãy nói là đóng phim ngôn tình, bây giờ treo micro này cho giống hoa hậu. Cho giống hoa hậu. Để em cho. Cầm nó không giống hoa hậu. Hoa hậu là phải chuyên nghiệp vô. Ok, giống showbiz vô showbiz sắp tới. Rồi, bây giờ thì Á Hậu có thể cho biết khán giả biết được Á Hậu thích đóng phim ngôn tình thì phim thế loại ngôn tình đúng không? Đúng vậy rồi. Thì nếu mà giả sử cho Á Hậu đóng một cái vai gọi là làm chồng được không, đẻ con được không ạ? Mô phạt. Tại sao phải như vậy? MBD anh ơi. Ủa nhưng mà mình đóng phim mà. Em đóng phim. Vậy là mình thích cái vai gì? Thích vai gì? Vai vợ. Vai vợ như thằng nhưng... chồng bị con trà xanh cướp bồ. Mình lấy axit mình tạt con trà xanh. Con trà xanh sẽ nát mặt. Nhưng mà vai này khán giả chửi dữ lắm á nha. Vai này á. Vai này khán giả chửi dữ lắm á, tại vì mình vai phản diện rồi, mình không có hiền. Mặc dù sao? Chị bị giật chồng mà chị sẽ không khóc. Đàn bà không nên đánh ren, chỉ nên đánh son. Rồi chia sẻ cho tất cả chị em phụ nữ đang bị mất chồng á, chia sẻ. Đây. Rồi chia sẻ những đi. Những người đang bị giật chồng. Rồi. Đừng bỏ đánh. Rồi. Mình hãy ngồi điềm tĩnh, mình lấy ly trà. Rồi. Bỏ nước sôi vô. Rồi. Nếu mà nó nói quá đáng, mình cầm nguyên bình trà mình nước hẳn vô mặt nó. Tại sao mình sẽ biết mình. Mình không nên quýnh. Tại sao mà giải quyết bồ lô kia mình chỉ chửi đang nỉ đi, mình đang nỉ đi là mình nhường đi sao mình không cần nhường, bạn thích thì tôi cho thì thôi. Nhưng mà tại sao tạt nước người ta, tạt axit thì ở tù chết rồi sao? Không sợ ở tù. Tại sao không sợ? Có chồng bảo kê, tại vì chị đây tới hai chồng chị đâu có lo. Sao mà chồng nhiều dữ vậy? Sao không một chồng chung thủy đi, sao mà nhiều chồng vậy? Chồng à mà la mà chồng ơi, hát luôn, em thương luôn. Anh lắm, xin anh cho buồn rầu. Còn việc riêng tiền thì để anh lo. Xây đất kìa. Tương lai hạnh phúc ấm no. Đỉnh quá đỉnh, cái này giống như cái này là cái lời gửi cho chồng đúng không? Đúng rồi, giờ mình sẽ lại đây nè, mình sẽ đi. Giờ mình hát lô tô được không? Hát lô tô được không? Còn mấy gì ra cờ ra, còn mấy gì ra? Rồi tới luôn. Khi xưa Alibaba vô nhà người ta dắt xe đạp ra. Alibaba. Yeah. Hôm nay Alibaba vô nhà người ta dắt xe máy ra. Rồi con số mấy? Nãy giờ chờ số nè. Còn 33. Rồi tiếp tục. 33. Rồi tiếp tục con số tiếp theo. Gì ta? Kêu lô tô luôn. Rồi bữa nay chỗ tài con mấy luôn, gì ra cờ ra, con mấy gì ra. Sao đành bỏ em đi, bao ngày tháng hai ta cùng nhau mất giấy. Em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai. Còn 52. Hay quá. 52. Còn 52. Ba con tiếp tục ba con nữa. Chưa kinh nữa, hả? Rồi chưa kinh. Rồi đứng đây kêu luôn. Rồi đứng đây luôn. Rồi còn ba con nữa. Rồi tiếp tục luôn. Cắt cùm tôi đè con cá lóc. Cá tươi ngon thì tôi bỏ vô bụng luôn. Còn bụng đây là con mấy gì đây? Cái bụng không xây là cái bụng gì nè? Là con 38. Rồi bốn con, còn một con nữa mới kinh. Một rồi. Con nữa kinh nha. Rồi tới luôn. Con mấy gì ra cờ ra, con mấy gì ra. Chồng ơi chồng à, sao chồng bỏ em đi? Để cái lu nước lại rồi hai vợ chồng mình nói chuyện. Anh ơi anh nè, sao anh bỏ em vậy? Anh là con 25. Wow, kinh luôn. Kinh luôn, rồi lên đổi quà nè bé ơi. Đổi quà sao, đổi quà đó sao? Đổi quà là mình sao? Sẽ lấy quà. Giải thưởng gồm gì? Giải thưởng là một cô Á Hậu. Á Hậu. Cô Á Hậu Nguyễn Tường Sam. Vậy là coi như là đọt giải thưởng đem về luôn phải không? Đem về nuôi luôn phải không? Làm vợ luôn phải không? Đúng rồi, ginh vợ về nhà nuôi. Không cần ăn sống xiền. Vợ nuôi, vợ lo. Vợ bảo kê. Nhưng mà mình có biết chăm sóc gì, nấu cơm nấu nước gì không? Biết chứ. Tập nấu cơm nấu nước để sau này chăm sóc cho chồng nữa nha. Giờ mình rành luôn nữa.
Rành luôn hả? Đúng rồi. Rồi mình có dự định là lấy chồng sẽ đi bán vé số nữa không hay là đi kêu lô tô? Mình sẽ không đi kêu lô tô, mình sẽ về nhà má chồng mình xin 100 cây vàng à. Mình đeo như cô Minh Hiếu vậy đó. Đây là 20 nè, 10 ngàn đi đường quyền không? Rồi. Đó, nhà cô Minh Hiếu rất là giàu nghe. Rồi. Cô Minh Hiếu ơi đẹp dễ thương lắm. Như là cô Cẩm Lan sụp đó à. Tại vì bà sống bộ bả mà bà dễ thương. À, vậy là lại đồ, đây nè, lại đây nè. Xích vô, đi vô, đi vô. Đi vô. Rồi, rồi đi té, đi đâu, đi đâu, đi té, đi lại đi, đi theo qua hậu nè. Giờ, giờ mình đi lại nhỏ kia nha. Rồi. Đi lại bà Năm mình quay nha các bạn. Rồi. Sơn này, đi ra đi. Rồi. Rồi bây giờ kêu cái chỗ đó mà cái chỗ mè đó nha, ai dặm su su là té đấy. Rồi tới luôn. Rồi bây giờ mình có thể kêu lô tô tiếp theo đây nè. Con máy gì ra coi ra con máy, con máy gì nghe. Ô kìa ngựa ô nó đang xây vòng vòng. Có gì đâu mà phải lòng bồng. Là con 48. Ủa sao con 48 vậy, có liên quan gì nhau không? Lòng tòng. Ờ lòng tòng là 48 hả? Lòng tòng xong rồi mình xây vòng vòng. Rồi. Xong rồi mình không không không. Xong rồi mình xe là con 48. Xe đó. Nhưng mà bữa nay kêu hay quá, kêu hay quá, lỡ mai mốt anh chị nào điện thoại đi mời đi hát lô tô thì sao? Ô kìa ngựa ô đang đi là con 32, 32 con ngựa ô, con ngựa ô. Ngựa ô đâu đây hả? Ngựa ô áo đen trình khinh bá vô liền nhanh. Là con khùng điên. Con 30 nguyên. Con 30 nguyên. Hai chị em. Hai chị em có chơi chung nhau trong xóm thân không? Con 30 nguyên. Nhưng mà hai chị em có chơi chung nhau thân nhau trong xóm? Có là bạn thân. Ô kìa ngựa ô nhìn thấy quen quen. Ngựa quen là con 30 nguyên. Wow, kêu số bây giờ giả bộ đó là trong đó khán giả nè. Bây giờ mình đứng đây mình kêu số đi. Rồi tới luôn. Đây là rồi, qua hậu Tường Sam đây đi hát lô tô. Đây là chị Nhung nha. Thôi đứng đây. Chị rất là mập. Đứng đây. Qua hậu Tường Sam nữa nè, hát lô tô nè rồi. Không, á hậu chứ anh. Á hậu Tường Sam hát lô tô rồi, tới luôn. Đi lại lần kia tỉnh hơn. Yeah, ok, rồi, tới luôn đi, kêu luôn đi. Rồi kêu luôn đi. Con máy gì ra, cờ ra, con máy gì ra. Ok. Ủa ho là á hậu này sặc nước rồi, á hậu sặc nước chắc chồng nhá. Ok, ngựa ô đi hái cà na ngon rất là ngọt. Dân ca, dân mặc ca, dân dù ca. Dù nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mặc định nó rất là ngọt là cà na. Con 33, 33, 33, 33, nó rất là dơ luôn đấy anh ơi. Ông Cóc còn mất lười lúc năm 77 tuổi. Rồi sao? Rất là nhớ ông Cóc luôn. Rồi sao nữa? Lúc mà đưa vô á. Rồi. Thấy luôn con xỉu luôn. Rồi. Ông đứng nổi luôn, thương rồi. Á. Rồi sao nữa? Rồi sao đang kêu lô tô mà sao nhớ ông Cóc vậy? Giờ mình sẽ hay là tính kêu tuổi ông Cóc luôn. Mấy gì ra cơ ra mà con mấy. Còn mấy gì ra. Yêu anh em để trên đầu đinh. Quay vào đây luôn, khán giả đang xem nè. Lỡ đâu kháng dũng. Ăn bờ làm sao, anh ơi đừng đi ra ao, có ngày té giếng là xong anh rồi, còn 34. Sao xong rồi, anh 34 rồi sao? Đúng không? Rồi. Giờ con nói là dồn khôn đó, cái chữ dồn khôn anh có nghe không? Dồn khôn là 34 hả? Đúng rồi, dồn khôn. Nhưng mà bí quyết nào là có thể chia sẻ cho chú biết là... Biết mình là nói nha, mình nói lại. Nhưng mình mà chú không biết những cái ca từ này hay nữa. Giám bộ bụi tre đi, bụi tre cho 35 đi ha. Rồi. Con mấy gì ra, cơ ra con mấy, con mấy gì ra. Rồi thử bụi tre. Cái bản mặt ngu, cái mặt như con quỷ. Cái mặt hơi quỷ là con mấy gì đây. Mấy gì đây. Ô kìa ai như con thắm, con mấy năm sống trên mới về. Ó người sao xấu quá. Con mấy năm ở trên đầu lan. Mới hôm nay nó còn trắng tỏn. Mà hôm nay nó đen xì lì. Là 37. Xì lì sao liên đến 37. Anh nét dưới xì vậy. Xì. Có chữ A không? Rồi. Trời ơi. Bảy đó má. Trời gì mà còn không biết nữa. Rồi. Mấy bụi tre này nè. Tối nay ngang ớn ốc mà không sợ lắm má. Nè. Bà ngoại nói là mới muốn cho đi học, nghĩ cho bán vé số rồi đó. Đi học không? Là kiểu là bà ngoại đi bán hàng bông. Rồi. Mà những ông chậm nha, những ông chồng. Rồi mà bây giờ kêu đi học nè, đi học rồi vô lớp rồi sao? Giờ như vậy thì sao? Như vậy thì mặc đồ con gái, mình mặc đồ áo hoa dây rồi đó. Đi học luôn hả? Đúng rồi. Áo hoa dây đi học luôn hả? Đúng rồi. Người của người ta ghẹo rồi sao, sợ không? Ghẹo cái không đục nó cái không đầu thai. Sao vậy? Sao mà đánh đá chứ vậy?
dám đụng tới chị hết cương. Nhưng mà ho vậy hả? Ồ. Ông Năm con nào, ông Năm con bị. Nhưng mà sao nhuộm tóc vậy? Sao nhuộm tóc vậy? Cái này là nhuộm lâu rồi. Nhưng mà năm mấy rồi đấy. Mà sao mình thích nhuộm tóc vậy, chia sẻ chú ơi. Bởi vì giá cái lúc mà con nhuộm á. Nó rất là đẹp luôn, không? Bắt đầu nhuộm. Nhuộm từ lúc 7 tuổi tới giờ đó, 3 năm rồi đó. Mấy cái bà mà hay đẹp là gì nè. Mà không khoái bộ này quá à. Khoái bộ, cái này là kêu đồ gì, đồ bộ phải không? Đồ bộ kiểu mình người miền Tây mình phải không? Phải. Cái bộ này là kiểu là bộ đồ ngủ. À, nhưng mà muốn mua nữa. Để coi nữa coi nhưng mà nói nghe nè. Sao mà còn nhỏ xíu. Anh mua cho em hai bộ là được rồi. Ai biết đâu à. Chú chứ anh hoài nè. Chứ anh đẹp trai. Trời đẹp trai phải kêu bằng anh vậy hả? Vậy không lớn nhỏ không chừa hết trơn hả? Hả? Lớn nhỏ không chừa hết trơn hả? Đúng rồi. Mà mới có lớp 10 sao yêu. Giờ Caloto nha. Rồi Caloto. Con mấy gì ra cơ đó, con mấy con mấy gì ra. Ôi kìa cây cao, xanh cao quá dị. Anh cao dữ dị quá trời cao. Cao quá cao. Rồi. Cao quá ta. Anh ơi đừng bỏ em sang lấy chồng. Nước ngoài lỡ đâu nó đánh bầm dập thì sao. Rồi. Giờ chẳng lẽ anh bỏ em mà anh chừa cho em 5 đứa con. Là con 55 55 Rồi con gái khép tép lại quá ha. Trời ơi. Ôi dáng đi thước tha luôn. Bây giờ mình có thể kìm lại làm con trai thử được không? Gồng lên được không? Gồng được không? gồng làm chay thôi, làm giả thử là giả sử bây giờ mình làm chay được 2 phút thôi, làm chay thử rồi. Làm chay mạnh mẽ lên mạnh mẽ mạnh không nổi rồi đó. Rồi 2 phút xong rồi, giờ mình đứt, giả đứt dây gồng rồi, đứt dây gồng rồi hả? Hả? Rồi bây giờ mình vô cái cột chỗ nhà mình múa cột thử cho bà cột con xem. Cái này là cột luôn, cột đầu quá anh. Rồi biết múa cột nào, cột nào mới được, cột nào mới được. Từ từ lại đằng kia đi. Rồi chuẩn bị biểu diễn múa cột nè. Đây là cậu hai, đây cậu hai của bé Tú đây. Ngoại ơi, cậu hai ơi, kêu ngoại lau nhà thế ghê quá. Sao con không lau đi? Lau mà cái lau nó mất tiêu rồi. Vậy rồi bây giờ có cột rồi, múa nè, múa đại đi, múa đại đi. Đây cột, cái cột chứ đó đó. Không cột đó sao múa? Giờ em múa được anh tính gì? Vậy con chứ em gì? Thôi anh là chồng của em mà. Ủa vậy luôn á hả? Ủa là trời ơi. Múa cột luôn hả? Thôi múa luôn kìa, múa cột luôn kìa. Quá trời ơi. Trời ơi, múa cột luôn, múa cột. Trời ơi, nhiều chiêu dữ vậy, còn không? Trời ơi, nhiều chiêu, wow. Nhiều quá em, nhiều thì chiêu lắm. Nhiều chiêu, thử rồi còn chiêu nào nữa không? Chiêu nào nữa còn không? Chiêu bù khô. Chiêu thấy người mẫu tên gì mà quá trời nè, thử đi. Vậy hả? Rồi thử rồi. Nè giờ dám bỏ em lia cam. Em làm gì rồi anh đưa mắt quay tới. Rồi xong em bước ra là làm nữa nha. Rồi. Giờ dám bộ để xa. Rồi 3 2 1. Lia. Wow, hay quá vậy. Mỗi lần lia em lia là. Rồi biết rồi. Trời ơi. Cái gì cũng biết hết trơn vậy. Ủa sao anh mang đôi dép bận dữ vậy? Đúng rồi, anh nghèo mà, chú nghèo. Trời ơi, chơi với bè bận kìa. Quá trời. Bận luôn rồi. Cái kênh nó gần chết gì đó. Sao vậy? Sao? Nói cho nghe cái. Cái kênh của anh này lớn dữ lắm chứ không phải nhỏ ở đâu. Sao mà lớn được, mang đôi dép vậy là biết nghèo rồi nè. Ở đâu đó cũng hàng trăm mà. Ta xem hoài, đúng không? Xem hoài là như là lộn xây. Giới thiệu. Đây là lộn xây. Quá trời ơi.